Nước tưới lên đá mạc quá. Ồ hay thiệt chứ. Thêm cặp nữa. Cần có 30 rồi nha các bạn. Thank you.
máy 6 nha các bạn. Tiếp rồi đó các bạn ơi. Lại gần mình coi động cơ máy nha các bạn. Đây là động cơ máy nè các bạn. Máy 6 à. Đây phía bên trong. Đây cục ở số đít này ta kêu bằng gớt nha các bạn. Cục này nặng khoảng hơn 3 tấn à. Để cục này nè. Khoảng hơn 3 tấn các bạn ơi. Đây. Đây chiếc xà lan các bạn. Đó chiếc xà lan nữa kìa.
Ừ, bên đây bến đò, đò ve lên nước chừng xà lan chở cá.